mọi người. Đó. Hiện nay mình đang đứng trên cao. Khu này khu biển. Và mình đứng trên cao nhất. Trên đây nè. Đẹp một cái nhà. Thấy không mình? Thấy không? Đó, hai người đó đúng không? Ở đây là một cái khu Marina Bay. Trên đó còn cao hơn, trên đó là tầng 59, cao nhất là tầng 59 nha cả nhà. Thì giờ mình đang đứng ở trên đây. Bên này làm điện cho sáng nè. Đâu thầy giáo quân cô giáo đúng không? Thấy người này không? Thấy người này không? Ồ, mùng 1 Tết nha cả nhà, chúc mừng năm mới. Con sĩ phát thầy. Không gì pha trời, Happy New Year. Có nhiều màu ở dưới này. Hả? Tôi biết, đừng có đụng. Cái đụng, đụng hả? Ở dưới có nhiều màu. Ừ, xuống đó mệt lắm, họ đi lên mệt lắm. Bên đó là đông vui lắm ạ. Bên đó. Nhưng mà mình không có đi xuống đó. Giờ mình đi qua đây, mình quay cái mình đi qua bên biển, hay biển mình về. Thôi đừng đi xuống đây nha. Đi qua đây nè. Xuống đây con đêm hết rồi, không có gì vui hết. Qua đây cho người ta chụp hình nữa con. Nè, baby. Nè con cầm cho mẹ. Con đừng quên nha. Mình đi. Mẹ mẹ đi chứ. Hello mọi người. Chúc mừng năm mới, năm mới. Mẹ đây. Rồi hai mẹ con mình đang đi trên đường. À, đi chúng ta đi trên đường, đi trên cái chỗ này cao nhất. Này, clear lên trên. Đó, chậm chậm thôi. Mình ở đây một đêm đó là ngày mai là mình đi về Việt Nam rồi. Nhiều người đi lắm nè. Ở đây là khách du lịch thôi mà. Khu du lịch. Ở ngày mai. Người dân đi tấp nập là người toàn là khách du lịch thôi đấy. Tất cả ở đây là khách du lịch không có. Nói đàng hoàng. Nói gì nói mình vậy? Thấy silence. Hả? Silence. Sao em sai là sai là sao? Ở trên kia lá, nữa hồi nãy thấy cái yellow yellow đồ. Cái yellow yellow đồ. Mắt cái lá này nó vàng á hả?
nó vàng là nó hết chất rồi, nó sắp nó rụng. Wait. Nào. Yellow spots. Chứ hồi nãy cũng show mẹ mà. Đâu, cái này cũng có yellow. Cũng có yellow. Yellow đồ. Ờ. Trên cái lá. Nãy giờ nó nấu cái lá mà mình tưởng cái gì không có. Tưởng nó cái gì. Mùng 1 Tết mà cũng có người đi đông quá nữa ha. Mấy anh ở nhà chơi game. Giờ lô. Hai mẹ con đi bụi đời bụi đời. Ờ, mát lắm cả nhà. Trên đây thật là mát. Bên dưới đó là khách sạn đó cả nhà. Bên dưới đó là khách sạn. Đó, khách sạn này mắc lắm. Ừ. Mấy chú. Khách sạn. Đây hồi mình đi ra ngoài, ra đường đó. Rồi. Mùng 1 Tết rồi cả nhà. Mùng 1 Tết ở đây vui lắm. Marina Bay rồi cả nhà. Ở tại Singapore. Đây Marina Bay nha. Ôi té. Đi. Có nhạc nè, nhạc Tết. Tháng này không phải có gì rồi. Không phải mấy. Không phải. Có người nói ở trong cái nhạc phải khóc rồi. Thank you very much. Đây là khu biển đây. Giờ bước xuống là khu biển. Dạ. Bây giờ đi vô đây đông lắm. À, 9 giờ hả? Nó khlú. 9 giờ. Yes, nó khlú. Mùng 1 Tết. Oh my gosh. Hết trời đông. Ha ha. Đông. Đi qua đây, qua đây. Để đi Quỳnh, để đi lần sau. Đông quá. Bên đây khóa mà không cho vô đó cả nhà. Mùa dịch đó, mình đang mới cho vô đường này. Đường này đi qua bên kia là siêu thị. Năm trước còn đi qua được, bây giờ đi hết được. Làm đồ chơi. Ngày cuối cùng. Đau không? Nặng không? Nặng. Nặng cho mẹ cầm chút. Không. Có cầm gì nè? Để cho đó nè. Không, nếu làm cuối cùng chi block rồi. Chi block cuối cùng stop. Cái cây này đẹp lắm. Cái nhà tại ban ngày, ở ban đêm. Chứ nếu mà ban ngày nữa hả? Đẹp lắm con. Ơi đẹp quá. Cái này có gió. Hai mẹ con đứng ở đây đẹp quá. Đi có ngày. Đi có buổi luôn. Đây trên thang máy. Đầu đi thang máy xuống dưới. Các người bé nãy la đó mình nha. Ủa nhanh không? Nãy mình đi chậm. Đi bộ lên nó chết. Nãy đi bộ lên lâu lắm cả nhà. Đi muốn lên lũi. Đi thang máy nha.
Đi bộ đời á, ban đêm ở đây phải ngủ một đêm vào đây em Mati. Đi qua đó, xuống đây đi qua đó. Lạnh quá à, lạnh lạnh chết chắc không nhanh nhanh. Lúc này là xuống đường hầm đó cả nhà. Ở Singapore là chỉ có đường hầm có siêu thị, có tàu điện, xe điện. Đi giúp làm một thẻ đó, đi được xe. Cái đi gặm ghê không? Trời ơi, mùng 1 Tết. Mùng 1 Tết cả nhà vui không? Tết Apple. Đi đi dọc qua bên kia. Hả? Đi qua đường kia chắc đi đó quá đó, mà đi lên đây đó anh đây nè, Marina Bay Sands bên đây mà, thấy không? Thấy không, họ đi lên đó nữa hả? Đó Marina Bay Sands đó, bên đây. Đây đây là một cái bến tàu điện, xe điện cả nhà. Ở đây đi luôn là đường hầm cả nhà, thấy đường hầm rộng lớn không? Baby đi vô đây nè, casino đây nè. Mới nó mới khởi trên. Ừ, trong đó casino. Đi vô đây không? Đây casino nè. Ồ, vô đó phải check nữa. Đây 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 đây. Mua nước hả? Vô đi mua đi. Mua đi có tiền đó. Bé khát nước rồi, vô mua nước uống. Nãy giờ đi vô hai lần rồi. Vô mua đi. Mẹ cầm chứ. Có nhiều người ở cho mình. Để đi. Để vô đi chỗ khác mua lâu lắm. Mua gì? Ôi sắp hàng xa lắm. Hả? Ôi đi vô trong. Bây giờ phải tắt điện thoại mới vô được. Thôi tạm biệt cả nhà. Và hẹn gặp lại mọi người. Mình làm thêm một clip để cho cả nhà xem nha. Tay cầm đồ nặng quá. Đây cả nhà ơi, nặng lắm, nó cầm chứ. Vô.
giờ đi vô trong quay.